hình phạt khi kết hôn giả để lấy thẻ xanh định cư Mỹ. Nếu bị phát hiện kết hôn giả để lấy thẻ xanh định cư Mỹ, hai người sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng và có khả năng bị trục xuất khỏi Mỹ vĩnh viễn. So với các diện đoàn tụ có thời gian từ 5 đến 10 năm thì định cư diện vợ chồng có thời gian ngắn hơn nhiều. Vì vậy mà nhiều người chọn cách kết hôn giả để được định cư Mỹ. Kết hôn giả đi Mỹ tưởng chừng như dễ dàng, nhưng đó lại là con đường mang nhiều rủi ro. Đầu tiên, tên của hai người sẽ bị ghi vào danh sách đen. Nếu hai người bị phát hiện kết hôn giả khi chưa sang Mỹ, tên của họ sẽ bị ghi vào danh sách đen của Cục Di trú và Hải quan Mỹ. Điều này có nghĩa là họ sẽ không được cấp visa và không được phép nhập cảnh vào Mỹ trong khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 5 năm hoặc vĩnh viễn. Thứ hai, bị phạt tiền hoặc đi tù. Việc kết hôn giả để đi Mỹ là hành vi phạm luật di trú của Mỹ. Do đó, nếu khi sang Mỹ mà hai người bị phát hiện kết hôn giả và để lại hậu quả nghiêm trọng, họ có thể bị phạt tiền hoặc đi tù hoặc cả hai. Thứ ba, bị từ chối cấp thẻ xanh và trục xuất khỏi Mỹ. Nếu hai người đã định cư tại Mỹ theo diện kết hôn giả và bị phát hiện, sẽ không được cấp thẻ xanh và họ sẽ bị trục xuất khỏi Mỹ vĩnh viễn. Ngoài ra, dù cố ý hay không cố ý trong việc kết hôn giả, dù đã có quốc tịch bao nhiêu năm, nhưng khi bị phát hiện đã dùng thủ đoạn gian dối để ở lại Mỹ, họ sẽ bị tước quốc tịch Mỹ. Kết hôn giả để định cư Mỹ là một hành động bất hợp pháp mang theo nhiều rủi ro và hậu quả nghiêm trọng. Nếu bạn quan tâm đến di cư Mỹ, hãy nắm vững thông tin về các chương trình và quy trình hợp pháp được cung cấp bởi cơ quan di trú Hoa Kỳ.